Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Em có một ý định, em định hỏi anh bà, hỏi tất cả quý ông bà. Em định đi làm. Em cũng cảm ơn anh và tất cả quý ông bà trong thời gian qua đã gửi tiền. Cháu được xin biến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều tối hôm nay thì cháu được cùng với lại bạn Hiệu lại đi xuống nhà của em Quân một chút cô bác. Mấy ngày hôm qua thì cháu được không có ghi hình về em Quân rồi. Ở trên nhà em Sử thì hiện tại là cháu Lực đã lấy vật liệu vào và cháu Lực trong vật liệu của bác. Tối hôm qua thì có một cái sự việc mà nó xảy ra thì đến với mấy anh em thì có vẻ như là có một hai cái đối tượng ở đấy nó rình, người ta rình rập, người ta nghĩ chắc là có khi là sẽ móc xi với lại sắt của vật liệu nhà ba ông cháu đi, nhưng mà cũng rất là may, cũng không có vấn đề gì mất cắp cả cô bác. Đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng sẽ tiến hành là vận chuyển vật liệu đi vào nhanh nhất có thể để cho mấy anh em đêm thì sẽ không có phải ngủ trên đấy nữa cô bác. Phải nói thật sự ra là ba hôm ngủ trên đấy thì bây giờ thì cái giọng của cháu Lực nó có vẻ như là thay đổi một chút rồi cô bác. Hầu như là ai cũng có cảm giác như là sức khỏe của mình nó cảm giác như là nó đi xuống một chút rồi cô bác. Đấy, nhưng mà không vì thế mà cháu Lực lấy cái lý do đấy ra để nói với cô bác anh chị rằng là cháu Lực sẽ vận chuyển cái tiến độ mà vật liệu đi vào chậm cô bác. Càng như vậy thì cháu Lực phải càng cố gắng để cho vận chuyển được vật liệu vào càng sớm càng tốt cô bác. Hiện tại thì nhà ba ông cháu thì cháu Lực sẽ lấy xi với sắt thì chắc chắn là lấy sẽ lấy vào đầu tiên, còn là lấy cát này, lấy sỏi này sẽ là đi thứ hai, còn là lấy gạch thì chắc chắn là lúc mà đào nền xong, người ta đổ nền xong hết rồi thì cháu Lực mới lấy vào cô bác. Thì bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà của em Quân một chút cô bác. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng sẽ mua cho em Quân thêm là một cái thùng cá luôn các bác. Cái thùng cá này thì mua cả thùng thì nó sẽ rẻ hơn các bác ạ. Thế bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi video ạ. Chiều tối hôm nay thì cháu Lực nghĩ rằng là trong khoảng thời gian này thì em Quân thế chỉ ở trong làm xung quanh ở trong nhà thôi các bác. Hiện tại thì rơm với lại thóc mọi cái thì gia đình của các em thì cũng đã thu hoạch hết rồi. Hôm qua thì cháu Lực cũng có điện cho em Quân và nói rằng là bây giờ thì mọi công việc ở nhà em thì đã xong rồi. Em có dự định là đi làm cái gì không? Thì em Quân cũng có bảo với cháu Lực rằng là trong cái khoảng thời gian này thì cũng được là cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong mọi nước cùng nhau chung tay để giúp đỡ cho em Quân. Thì cái khoản ngân hàng của em ấy thì bây giờ cũng đã xong rồi. Và cái số tiền mà còn dư ra bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã nói lên ở trên kênh rồi cô bác. Thì cháu Lực trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ cùng chung tay và gửi những tấm lòng vàng tới cho em Quân, để cho em Quân với lại ông ba có thể xây sửa lại được một cái ngôi nhà mà nó ấm cúng hơn cái ngôi nhà bây giờ hiện tại là mấy bà cháu đang ở cô bác. Hay thực sự ra để mà nói thì hoàn cảnh của em Quân ấy cô bác thật sự ra là rất là bi đát và rất là đáng thương luôn cô bác. Khi mà năm nay em ấy chỉ có 14 tuổi thôi, nhưng mà em đã phải là gánh vác
trên đôi vai của mình là tới 4 miệng ăn rồi. Trước kia thì còn cái khoản ngân hàng của người bố của bác cũng chỉ mấy tháng thôi, không đi giả được. Cái khoản lãi đấy đã lên đến tận là 1.240.000 rồi. Cháu Lực không biết là sau 4 năm nữa thì em Quân em mới đủ 8 tuổi thì cái khoản ngân hàng đấy nó sẽ rơi vào tầm là bao nhiêu nữa cô bác ạ? Ít nhất thì cũng phải rơi vào tầm hơn 10 triệu hay là đến 20 triệu gì đấy cô bác. Đấy, cái số tiền lãi cộng lại số tiền gốc thì nó cũng đã phải là rất là nhiều rồi. Bây giờ mà nếu mà gia đình của em ấy không có giả được cô bác thì bên chính quyền xã người ta sẽ về tịch thu và thu hồi cái tài sản của nhà mình. Ở đây thì trước khi là hai bên đã thống nhất với nhau rằng là nếu mà sau này không có trả được thì phải làm như thế rồi. Đấy là cái chính sách, đấy là cái sự thống nhất của hai bên vay tiền với nhau rồi cô bác. Thấy bây giờ thì cái chuyện đấy sẽ không có xảy ra nữa. Đấy, hàng tháng thì không phải lo nghĩ đến cái tiền lãi nữa các bác. Còn như bản thân của em Quân với lại mẹ Hiếu thì hai anh em cùng cha khác mẹ các bác ạ. Một mẹ của em Quân thì được 40 ngày thì cũng đã bỏ đi rồi. Và đến nữa thì đến cái số phận của bé Hiếu ấy các bác thì mẹ được một tháng thì cũng đã lại bỏ đi, chưa kịp cai sứa gì cả, phải đã bỏ đi rồi. Phải nói là lớn lên nhờ những cái bình sữa ông Thọ này, nhờ những cái gói đường này thôi cô bác ạ. Thì bây giờ có vẻ như là nhìn em Quân, cháu Lực nhìn thấy là cũng rất là xanh xao cô bác. Ông bà của em Quân thì hiện tại thì cũng khá là lớn tuổi rồi cô bác. Năm nay thì cũng đã gần 70, 80 rồi. Hay chính xác là gần 80 tuổi cô bác, được 77 tuổi. Tính cả tuổi mụ nữa là được 78 tuổi các bác. Thế còn bây giờ cái số tiền quý của nhà em Quân ấy các bác, thiếu thốn cái gì, những cái vật dụng gì thì cháu Lực sẽ xin các bác anh chị là trích cái tiền đấy ra để mua cho em Quân với lại bà của bác ạ. Hiện tại thì cũng chiều tối rồi các bác. Ở bên kia thì mặt trời cũng đã sắp lặn rồi các bác ạ. Cái ngôi nhà của em Quân thì vừa mới nhìn xuống rồi các bác. Đã nhìn thấy những cái cảnh tượng mà chưa có được làm hết. Bé Hiếu thì đang ở dưới kia rồi các bác này. Gọi bảo là chú Lực ơi. Có vẻ như chó này mấy hôm không về có vẻ hơi ghê đấy nhỉ. Đừng nha, đừng nha, đừng rình rình đằng sau là đớp con gái nhá. Đấy, cháu được nhìn thấy là hai anh em là đang lấy cỏ ở dưới kia hay sao cô bác. Đấy, xung quanh nhà của em Quân thì hiện tại là đang nắng ấy cô bác. Thì các em với lại ông bà thì cũng phát rất là gọn gàng này để tránh cái trường hợp mà nó quá là rậm rạp, thành ra là nó sẽ có rắn rết vào, nó rất là nguy hiểm các bác. Ở phía bên này thì chắc là chú hàng xóm của nhà em Quân, còn ra phía bên kia thì chắc là ông sẽ phát hay sao các bác. Mọi người xem ai hiếu hả? Mọi người xem ai? Mọi người xem ai? Thế bây giờ thì cháu Đức sẽ để thực phẩm ở đây một chút cô bác. Đi sang bên kia là xem em Quân đã đang lấy cỏ gì cô bác. Thấy như trước mặt cô bác thì cô bác có thể nhìn thấy là hai cái đấm mộ còn chưa có được mọc hết cả cỏ đâu cô bác ạ. Mới về ra tóc xử bé à? Hả? Tóc xử bé nào kẻo bác? Chào Hiếu. Chào con ba. Rồi, hôm nay đi học như nào? Bắt em tóc xử bắt ra. Tóc xử. Cái gì ca? Cái gì cơ? Cái búa. Cái búa? Ừ. Mới căng ngăn cái búa này. Ừ. Cơ hát tổ mơ mơ chung ngăn này. Hả? Cơ hát tổ mơ. Anh Quân hát tổ ra. Ừ. Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi em bảo là... Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi em bảo là có biết ra kia là cái gì không? Bảo là bố của bác. Bố mà nữa cả. Đi học dù con tóc chắc dù. Hát dù con tóc á? Ừ. Đây cháu Lực vừa mới hỏi là bố ở trên làm cái gì thì bảo là một mình bố khác ở ấy. Bố mà tao mới rủ anh ấy. Đi mà tao mới rủ á.
Mà nữ bố mà nữ à? Nữ á. Vừa rồi cháu được hỏi rằng là sao bố không về ở với, thì bảo là bố không có về được đâu cô bác. Bảo là có thương bố không, mà là rất là thương và rất là nhớ bố cô bác. Đấy, bây giờ thì em cũng biết là người bố của mình đã ra đi rồi cô bác ạ. Rất là tội cô bác. Bây giờ thì chơi xung quanh ở gần cái mộ bố thôi bác, cô bác. Mơ bẻ nhà bây giờ nữa hả? Đấy, đi lấy cỏ với anh Quân này cô bác này. Điệu về hai cái bó cỏ như này này. Quân thì hôm nay lấy cỏ gần nhà đấy à? Lấy được mới ra lấy hay lấy lâu rồi? Mới ra lấy à? Anh chào Quân nhé. Con chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Hôm nọ cháu được lên thì còn ngô còn đang trồng này cô bác này. Bây giờ thì ngô nhà em Quân thì cũng đã sắp được thu hoạch rồi đấy. Ở kia là anh thấy là sao lại nó lại ai bẻ hết lá đi rồi? Chưa là em ạ. Bẻ đi à? Vâng ạ. Ông thì đi đâu rồi? Ông vừa lấy cỏ về nhà. Ông cũng vừa đi lấy cỏ à? Vâng ạ. Thế là em cũng cắt thêm cỏ à? Vâng ạ. Mấy hôm nay thì đi đâu làm gì? Em cũng ở nhà nhặt hạt chẩu thôi, không có gì làm. Vẫn đi nhặt hạt chẩu thôi à? Vâng ạ. Nhưng bây giờ hạt chẩu thì cũng đã đến cuối mùa rồi, sắp hết rồi. Vâng ạ. Bây giờ nhặt hạt chẩu hết thì con đi đâu là làm cái gì? Em có một ý định, em định hỏi anh và hỏi tất cả các ông bà. Em định đi làm để sau này bây giờ nhà gần nhà cũng hết việc làm rồi thì em đi xa làm một lần để lúc nào ông bà bị bệnh ốm em mới có tiền. Nhưng mà đi làm xa như này thì bé Hiếu thì ở nhà thì ở với ông với bà. Vâng ạ. Nhưng mà em ý định đi làm xa thì đi tận đâu? Em cũng không biết được. Em bây giờ hôm qua em hỏi bạn thì và xuống dưới Hà Giang làm. Xuống dưới Hà Giang để làm á? Vâng ạ. Hà Giang thì cách chỗ nhà của em Quân thì hiện tại là 100 cây cô bác ạ. Ôi, ngã rồi hả? Thôi lắm mày ấy, có 20 ta. Ông khân này có lên được không? Nước mọc hả ta? Ui ôi, chỗ này nguy hiểm đấy Quân ơi. Đây hôm trước làm lán ở đây, lấy đá vào để đi. Vâng. Dép của Hiếu rơi xuống dưới rồi. Vâng. Lấy đá về để chỗ này đi. Ui ôi. Này, vừa rồi thì bé Hiếu bị giấm phải cái lố này cô bác này, rất là may là không có bị làm sao đấy. Bị làm sao không? Văn đâu Văn à? Văn đâu Văn? Anh Khá xem à? Hả? Cô đẻ cô hai khơi này. Thế nào? Bác cỏ đi về đi. Cỏ này là tự trồng được đúng không? Vâng ạ, hôm trước trồng xong à, làm lán xong à, nhấm hỏng hết rồi. À, bây giờ nó mới lên một tí. Thế bảo đi làm này thì ông với bà có bảo gì không? Xin phép ý kiến của ông bà chưa? Vừa. Rồi á? Giờ em cũng cảm ơn anh và tất cả các ông bà trong thời gian qua đã gửi tiền giúp em nộp ngân hàng. Và tối ông bà ngủ cũng rất ngon. Ông với bà bảo thế à? Vâng ạ, ông với bà không có từ gì để diễn tả được. Hiếu đang hát bài gì đấy hả? Hát bài gì đấy? Bị sợ bạc, bị sợ bắn anh nhau vậy đây. Bé Hiếu thì đi học được 2-3 hôm cô bác, không biết là hát cái bài gì đấy. Bé Hiếu thì có vẻ là một cái đứa bé mà phải nói là rất là mạnh mẽ luôn cô bác. Sau này cũng là một cái đứa bé mà tự lực, phải nói là rất là nhiều. Vừa rồi thì em Quân có kể với cháu được rằng là trong cái khoảng thời gian mà giả cái phần khoản lãi ngân hàng cái xong thì đêm ông với bà cảm thấy là có rất là sâu hơn cô bác. Ông với bà nghĩ rằng là cái khoản lãi đấy
khoản tiền đấy em Quân sẽ không có giả được. Sợ rằng là sau này đến lúc mà mình già ốm đi rồi thì bên chính quyền người ta sẽ vừa thu hồi cái phần đất của mình, Quân không có đất để mà làm nữa. Ý như vậy ấy, cô bác. Giờ em cũng chuẩn bị đi, nếu mà em đi thì dành nếu mà dành được nhiều thì em lấy về nhà để sửa nhà một ít. Và bây giờ em bảo là sửa nhà thì chắc là cũng chỉ sửa được cái phần bên ngoài thôi đúng không? Vâng. Bây giờ nhà thì chắc cũng tự ở được tầm 2-3 năm nữa thì cũng hỏng rồi. 2-3 năm nữa nhưng mà nó là hỏng ở cái phần quay quanh ở ngoài đúng không? Vâng. Còn là cái cột nữa thì cái cột đấy thì chắc là có khi là phải được tầm 10 năm. Cột thì vẫn chắc. Nhưng mà bây giờ bên ngoài nó hỏng hết rồi. Hiu về sớm nay về Hiu à? Về sớm nay về, về đây. Về đây. Về đây, về đây. Không ai thổ đấy. Quân thì bây giờ thì có một cái suy nghĩ của bác ạ. Muốn rằng là em ấy bảo là có khi là em ấy sẽ phải đi ra ngoài để làm. Xung quanh này thì bây giờ hầu như là hết việc làm rồi ạ? Vâng ạ, bây giờ hết rồi. Bây giờ nếu mà ở nhà có trâu thì họ thuê đi cày cũng được, nhưng mà bây giờ nhà em cũng không có trâu thì không dám lấy bò nhà chú đi. Nếu như mà đi cày thuê như này thì mình lấy cả bò mình đi cày á? Vâng ạ, mình lấy bò nhà mình rồi lấy cái cày của nhà mình đi. Nhưng mà bây giờ em không dám lấy đi, bò cũng sắp để rồi. Nếu mà lấy đi sợ mai sau con của con bò chết thì không, em cũng không có con để mai sau em làm nữa. Thế bây giờ mình đi cày như này thì là một lần đi cày thì người ta cho mình là bao nhiêu tiền? Một ngày mình đi cày một ngày họ giả cho mình 120. 120 à, là mình tự lấy bò của nhà mình đi cày đúng không? Vâng. Ồ, là cày cái phần ruộng dưới kia này cô bác này. Ở đây thì sẽ dùng cày bằng cái lưới cày kia đúng không? Vâng. Nó hôm trước em nhà thì họ cũng bảo với em là họ cho cái máy cày ra thì cho em đi làm thì họ giả ít hơn. Thì bây giờ ở nhà thì cũng kiếm được ít thì em định ra bên ngoài kiếm xem, nếu mà được nhiều thì em sửa lại bên ngoài ngôi nhà của em. Bây giờ thì cái khoản quý của nhà em thì anh đang cầm cũng là hơn là 14 triệu. Đấy, khoản đấy thì hôm nọ anh cũng đã thông báo lên rồi, rằng em cũng đã biết rồi. Đấy, bây giờ thì nếu mà để mà sửa nhà thì chắc chắn là cái khoản đấy sẽ chưa có đủ. Vâng. Chứ không mà bây giờ cái khoản đấy nếu mà mình sửa tạm tạm qua, mình mua bạt quay thì nó sẽ đủ. Nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ không có được lâu. Vâng. Nó sẽ không có được lâu với lại em. Vâng. Ông với bà thì bây giờ không biết là sẽ còn ở với các em được bao lâu. Thì anh chỉ sợ rằng là em đi làm cái ở nhà này, trâu này, lợn này, gà này, bé Hiếu này, liệu ông bà thì có lo hết được không? Chắc là có. Chắc là có như này thì phải nói là ông bà cố gắng thôi cô bác ạ. Cố gắng thì mới lo được. Đấy. Cái thời điểm hiện tại thì lúa thì cũng đã gặt hết rồi, thành ra là cũng thư thả một chút thời gian. Như Quân cho anh hỏi một chút nhé. Đấy, như anh hỏi này thì em đừng có buồn nhé. Mỗi lần mà em ra đây đi qua ngôi mộ của người bố của mình thì em có những cái suy nghĩ gì? Em rất buồn và em cũng rất hối hận vì đã không làm được gì cho bố, và bố đã ra đi mãi mãi.
Cái căn bệnh đấy thì bố của em là giấu em từ rất là lâu rồi đúng không? Vâng. Đấy, anh nói với em chưa biết về cái căn bệnh mà ung thư này. Căn bệnh này là một cái căn bệnh mà nó phải, nếu mà chữa trị thì dứt điểm thì nó sẽ không có chữa trị được đâu. Vâng. Đấy, ở đây thì bố em cũng là một người mà rất là cố gắng rồi. Vâng. Ôi, cậu bé này thì đi đâu đây? Hả? Cậu bé này là ở bên kia à? Ờ, con của nhà chú. Nhà chú đây là chú nào? Chú như nào? Chú hàng xóm nhỉ? Chú hàng xóm à? Ờ. Đấy, chiều tối như này thì Quân cũng chỉ đi quanh ở gần nhà là lấy cỏ thôi cô bác ạ. À. Cái chỗ này thì theo anh là nghĩ là phải cải tạo lại để trồng thì mới được thôi. À. Có vẻ như là xung quanh nhà của em Quân thì có khá là nhiều ngôi mộ đấy cô bác. Ở bên kia thì có 2 căn rồi, bên đây thì có 1 cái nữa. Là 3 cái rồi. Bố em lúc mà ra đi thì có để lại được cho mình một cái món đồ để làm kỷ niệm nào không? Những cái tấm ảnh này nó có. Tấm ảnh thì có à? Còn có nhiều tấm không hay là chỉ có 1 tấm thôi? Còn 1 tấm thôi. Có 1 tấm duy nhất à? Vâng. Ở nhà thì thức ăn thì còn những cái gì không? Còn hết rồi ạ. Hết rồi à? Vâng. Thêm mắm muối với chính này nọ thì còn không? Bây giờ thì còn mắm thì vẫn còn, muối với mì cũng sắp hết rồi ạ. Cũng sắp hết à? Vâng ạ. Cái đôi dép này thì bà lại tìm lại được về cho à? Vâng ạ. Lúc nọ là đi nhặt ở cái chỗ mà bên kia à? Vâng ạ. Mỗi lần đi qua đây thì em Quân là đều có một cái ký ức về người bố. Có một cái ký ức mà phải nói là rất là đáng buồn đúng không cô bác? Cái này thì thái luôn chưa hay là để mai mới thái? Tí mới thái ạ. Tí mới thái à? Vâng ạ. Thế thì bây giờ lấy cỏ đi ra kia đi nhá. Anh nhà lấy đồ đó. Tí nữa thì quên hộp cá này cô bác này. Mèo thì người thấy mùi cá còn ở đây canh luôn này có bác. Đây, ở đây là cái con bò của nhà em Quân là đi mượn người ta về để nuôi cô bác, để nuôi lấy con đấy. Ở trên vùng cao thì hay có gia đình nào mà có nhiều con bò đấy thì là sẽ cho bớt đi gia đình nào mà thân cận với mình tin tưởng ấy, cho nuôi một con bò để lấy giống để mình phát triển đấy cô bác. Thế ở đây thì đêm nay thì có một con lợn đúng không? Vâng ạ. Ở đây thì cũng có một con lợn đúng không bác ạ? Đây, cầm cái này của anh đi vào đi. Vâng. Nhà chú này thì đóng cửa đi làm hết rồi nhỉ? Vâng ạ. Đây, ở dưới này là nhổ được đậu à? Vâng ạ. Có đậu tương à? Vâng ạ. Trước là Quân cũng lấy cái đậu tương này đi bán này cô bác này. Đây thì nhổ lâu chưa? Hôm qua vừa mới nhổ à? Hôm qua vừa mới nhổ à? Vâng. Cái đậu tương này thì gia đình của nhà em Quân thì có một ít đấy cô bác. Có một cái thước phim là cháu Lực đã gặp Quân là đi bán cái đậu tương này cô bác này. Bán 10 cân thì là được 100 nghìn. Ở trên vùng cao này thì người ta bán cái đậu tương này rất là rẻ đấy cô bác. Đã thu hoạch hết chưa? Cũng hết rồi ạ. Gần hết rồi à? Vâng ạ. Hay là cũng hết rồi? Hết rồi ạ. Hết rồi à? Vâng ạ. Thế ông thì với bé Hiếu này cô bác này. Thế ông thì một cái dáng người mà phải nói là rất là gầy gò rồi cô bác, chỉ có mỗi là da bọc xương thôi.
trong thời gian qua thì ông với bà lo nghĩ rất là nhiều ấy cô bác, thành ra là mới bị như vậy cả. Từ lúc mà người con của mình đi, người ta nói là kẻ đầu bạc mà tiến cái kẻ đầu xanh cô bác, thì một cái cảm xúc mà nó không bao giờ diễn tả được. Lấy cá này thì lấy bóc ra đi. Vâng ạ. Cá này thì lấy bóc ra để phơi tiếp đi. Đấy, chứ không là để như này là nó sẽ mùi. Hiếu, lấy cái ghế đi Hiếu. Lấy ghế cho chú đi. Đấy. Bé Hiếu thì mỗi lần là đi vào nhà ấy các bác thì đều đi tìm ghế cho cháu Lực cả. Cái ấm của ông ấy các bác thì có vẻ là từ rất là lâu rồi các bác này. Đấy. Ông để pha nước này. Này có đang bị vỡ hết rồi cô bác này, đã bị vỡ rồi. Này cùng chín luôn nè, cùng chín chút đấy. Chín chút đấy. Đấy, cùng chín luôn. Này Quân thì hôm nay anh lại trích cái tiền quý của nhà em ra để mua thức ăn cho em và gia đình đấy. Hôm nay thì anh có chỉ mua được cá thôi. Vâng ạ. Thế bây giờ thì còn có vật dụng mắm muối mới chính thì còn không? Còn ạ. Vẫn còn đúng không? Vâng ạ. Nếu mà hết thì bảo anh để anh mua thêm nhá. Vâng ạ. Bây giờ thì nếu mà em Quân đi làm với cô bác thì chỉ có ở nhà cho ông với bà chăm bé Hiếu này, làm lụ rất là nhiều cái cô bác. Bà thì đang đun nước ở trên này này cô bác này. Ôi ăn bếp đây, ăn bếp mà ở bên nọ. Ừ, đây ăn nó bắp đây ạ. Ăn tầm này có phải. Cái bếp này thì là hôm nọ là bên nhà nước người ta hỗ trợ cho cô bác. Mỗi hộ gia đình là được một cái bếp này để mà đun nước ấy. Thì có cái bếp này thì đun cũng rất là tiện cô bác. Nó sẽ không có sợ bị cháy ra những cái thành diền này cô bác này. Hãy đun cái bếp củi như này trong nhà thì cũng rất là nguy hiểm cô bác. Ở trên này thì đun một thời gian thì có vẻ như là cũng đen hết nhà rồi cô bác. Cái này mà đun độ tầm là 2-3 năm nữa thì cái ngôi nhà này nó sẽ phủ hoàn toàn là một cái lớp màu đen luôn. Đấy, cá này thì người ta sẽ để. Đấy, cá này thì người ta để vào cái. Cá này thì người ta để vào trong cái tủ lạnh ấy cô bác, thì mỗi lần mình lấy về, nếu mà nhà mình không có tủ thì mình phải lấy phơi. Tí bữa tí em bỏ nó ra nhá. Vâng ạ. Đấy, bỏ nó ra xong là đây anh bảo cho này. Đấy, bỏ đôi nó ra. Vâng ạ. Bỏ đôi nó ra xong là để lên trên cái gác bếp ấy nhá. Vâng ạ. Để lên trên gác bếp. Đấy, thịt thà, thịt lợn thì cháu Lực cũng đã mua xuống rất là nhiều lần thôi. Cá này thì nó sẽ là ăn được và công dụng hơn các bác. Cá này thì ăn rất là tốn cơm đấy. Vâng ạ. Hôm trước nếu mà nhà em không gạt vẫn chưa hết đâu. À, nhà gạt là dùng cái này để ăn nhiều hơn đúng không? Vâng ạ. À, có vẻ như là bây giờ còn rất là cứng này. Phải lấy dao để bửa thì mới được. Bây giờ thì nó còn đông đá một chút đấy các bác. Vừa rồi thì ở đây thì cá này cháu được phải dặn cho người ta thì người ta mới để cho ấy, chứ không là trên xá này thật sự ra để mua thức ăn ấy nó rất là phải nói rất là quý hiếm các bác. Người ta cũng bán đắt hơn ở dưới huyện, nếu mà cháu được cần đi vào huyện mua thì chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà cái quãng đường mà cháu được đi thì nó cũng rất là xa các bác. Đấy, mừng Việt Nam thôi chứ mẹ. Đấy, cũng ông thì không biết là cá này là lấy từ đâu về cô bác. Ông thì bảo là cá này là cá của bên nước ngoài đấy. Thì bây giờ thì để một tí nữa nó tan đá rồi thì mới bóc được, bây giờ nó còn đang đông cứng quá. Vâng ạ. Cái thùng kia thì mang đi vứt ở dưới cái kia đi. Vâng ạ. Mang đi vứt ở dưới kia luôn đi. Đấy, phải để ý mèo nhá. Vâng ạ. Hiếu thì đang ăn quả gì đây Hiếu? Xin mà cá. Chim nào căng? Chim nào mít ra? Đi, anh em mình đi rửa tay một tí đi. Vâng ạ. Đấy, Quân thì em đi làm này thì em không sợ rằng là ở nhà thì ông bà có chuyện gì à? Em có. Có à? Vâng. Nhưng mà bây giờ là bắt buộc là mình phải đi à? Vâng ạ. Thí dụ như mà bây giờ mua thêm con lợn ấy vào thì em không ở thì ông bà có chăm được không? Hả? Có. Bây giờ nói là không chăm được ấy cô bác, nhưng mà phải nói là cố gắng thôi. Hai từ cố gắng của mình thôi. Chứ cuộc sống của mình nó đá
như vậy thôi. Thành ra là mình phải 24 cố gắng thì mình mới vượt qua được rất là nhiều những cái thử thách và rất là nhiều những cái khó khăn. Cái nước này thì có phải nước sạch không? Đây không ạ. Không à? Vâng. Cái ống nước này thì cháu được nhìn thấy là ở trên kia là dùng rất là nhiều đoạn ống nước với nhau đúng không? Vâng ạ. Thế còn cái nước mà nấu cơm thì lấy ở đâu? Nước nấu cơm là em lấy ống ở bên dưới này. Ống ở kia à? Vâng ạ. Là lấy xôi sách à? Vâng ạ. Thế bây giờ thì tối nay nấu cơm thì đã lấy nước chưa? Em chưa. Chưa à? Vâng ạ. Hồi đấy đi lấy xôi rồi đi xong là vâng anh em mình đi xách nước đúng tiện thể là xem cái chỗ của em Quân là em ấy lấy nước là nấu cơm ở đâu. Người mỗi người nó một cái cuộc sống và một cái nghịch cảnh riêng các bác. Nhưng mà có người thì còn bố còn mẹ, nhưng mà mỗi tội là gia đình mình không có đủ cơm ăn thôi. Nhưng mà đằng này cái cuộc sống và nghịch cảnh của em Quân thì lại vừa không có bố này, vừa không có mẹ này, và gia đình của mình thì cũng rất là éo le. Là lấy ở đây hay lấy đâu? Lấy bên kia. Lấy bên kia. Ừ. Thế ở đây thì cái ống nước này thì mình xin của người ta hay là như nào? Thế mình lấy ở đây, nếu mà hỏng chỗ nào thì mình đi sửa họ cho lấy. Là mình đi sửa cho người ta à? Vâng. À. Mỗi lần là lấy nước của nhà ai có bác thì em Quân đều phải là cái người mà đi sửa cho đây để anh rửa tay đã. Đi sửa cho người ta thì người ta mới cho lấy nước vào. Người ta mới cho lấy nước của mình. Xem nước này có sạch không? Có. Lấy nước này thì rất là sạch, có bác này rất là trong luôn đấy. Có vẻ như là mấy hôm nay nhìn Quân có vẻ là gầy đi hay sao ấy nhở? Sơ xác hay đi hay sao đấy? Mấy hôm nay có chuyện gì à? Lo nghĩ cái chuyện gì à? Không á? Hay là mấy hôm nay cứ nằm trần trọc mà lo nghĩ cái chuyện mà mình đi làm? Em cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ giữa là chọn đi làm hay chọn đi làm với lại ở nhà? Ở nhà lo cho ông bà đúng không? Thế ở nhà thì có thể là em Quân ở nhà thì sẽ giúp đỡ được cho ông bà, lo cho ông bà. Nhưng mà nếu mà em ấy không có đi làm thì lại không có tiền để mà trang trải cuộc sống. Ở đây thì cô bác anh chị cũng đã gửi tiền cho em Quân để cho em Quân thực hiện được rất là nhiều những cái điều mà mong muốn của mình rồi. Điện thoại thì em cũng được là bác xin mình mua cho, và tiền lãi ngân hàng, tiền ngân hàng thì cũng được tất cả các ông các bà cô chú anh chị mạnh thường quân cùng nhau chung tay đóng góp xây dựng một cái quỹ để giả cho em Quân. Quần áo mọi cái thì cũng là rất là nhiều cô bác anh chị có gửi cho rồi. Trước kia cháu được mới lên gặp em Quân ấy cô bác, phải nói là em ấy có hai cái bộ quần áo cô bác, không có một cái áo lạnh gì. Thế năm trước thì quần áo mùa đông của em thì em lấy đi đâu hết rồi? Em cũng đi nhà thật chậu, bố mua cho thì rách hết rồi. Bố mua cho là rách hết rồi à? Vâng. Thế cái áo này thì mặc được bao nhiêu năm? Cái áo đấy cũng được 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi? Vâng. 2-3 năm là bố mua cho một cái áo như vậy để mặc đúng không? Vâng. Em Quân thì cũng rất là biết điều cô bác, không có dám, trước kia thì còn có bố, không có dám đòi hỏi gì cô bác ạ. Những cái thước phim mà cháu được chia sẻ lên thì cháu được đều đi vào thực tế, đi vào những cái hoàn cảnh nào mà còn khó khăn đấy cô bác. Em Quân thì cũng, cháu lực cũng đã bắt gặp em ấy đi bán củi này, đi bán đậu này, và đi bán thêm rất là nhiều những thứ khác để em mới có được những cái tiền về, để em có được tiền về trang trải cái cuộc sống của mình.
em nhìn thấy bạn bè mà người ta có bố có mẹ thì em nhìn vào cái cuộc sống của người ta thì em có thèm khát một cái cuộc sống như vậy không? Em có. Có à? Vâng ạ. Là ao ước thèm khát có một cái cuộc sống như bao bạn khác đúng không? Vâng ạ. Các bạn thì vẫn còn đang cắp sách đến trường, còn mình thì thay vì cắp sách là mình gánh những cái bó củi này, gánh những cái cuộc sống hàng ngày của mình rồi. Vâng. Đây là tối nay dùng để nấu cơm đúng không? Vâng. Mỗi lần mà đi nấu cơm các bác thì em Quân là dùng cái xôi ra đây để xin các bác ạ. Đấy, trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi các bác. Có khi là cháu Lực cũng sẽ về sớm hơn các bác. Bây giờ thì các bác cũng có thể là nghe cái giọng nói của cháu Lực, nó có một cái chất giọng mà khác lạ hơn với mọi khi của cháu Lực. Trong thời gian qua thì cháu Lực cũng có duyên gặp được tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, cũng đã thay đổi đi rất là nhiều thứ ở cái bản thân của cháu Lực cô bác ạ. Những cái hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi giúp đỡ cô bác thì đều có sự đồng hành của tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân này, đều có sự đồng hành của chị Trần Đỗ Giang Huy, bác Kim Hoàng, Trần Thị Tiên, bác Cindy Lê, bà An Phạm, bà Vương Kim Thanh và bác Thảo Đỗ. Còn rất là nhiều quý ông bà cũng có đồng hành cùng cháu Lực những cái hoàn cảnh, ở những cái hoàn cảnh của bác. Đôi dép này thì hôm nọ bị mất đấy cô bác, thành ra là em Quân là phải đi mua cho mình cái đôi dép mới luôn. Thì ông với bà thì đang nấu cơm ở trong nhà rồi cô bác. Một cái ngôi nhà mà có thể như là bây giờ nhìn vào trong ấy cô bác, rất là âm u cô bác ạ. Thì bây giờ thì đi nói chuyện với lại ông bà với lại Quân một chút thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển và đi về trên nhà của mình rồi cô bác ạ. Thì ở đây thì những cái phần hiên nhà của bác, ở đây thì mưa rơi xuống thì nếu mà mưa to thì nó sẽ hắt vào trong nhà luôn. Là chuẩn bị nấu cơm rồi à? Vâng. Mưa chín cá hả Hữu? Hả? Chín năm á? Ừ. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về nhà thôi các bác ạ. Bà thì đang nấu cơm, chắc là vừa mới đun nước xong các bác cũng chuẩn bị nấu cơm rồi. Đấy, cả bốn ông cháu thì đều ở trong một cái ngôi nhà mà nhỏ nhỏ thì thôi các bác. Những cái phần hiên mà che ở bên ngoài thì các bác phải nói là thật sự hở ra rất là nhiều rồi. Cháu Lực cũng đã ghi hình lên cho tất cả quý ông bác, cô chú, anh chị là cũng biết là cái ngôi nhà của em Quân với lại ông bà thì như thế nào. Bé Hiếu thì một cái đứa bé mà không có biết cái chuyện gì đâu cả cô bác ạ. Bây giờ thì cũng đã đi học rồi. Cũng phô lán tập bé này nè. Thôi anh cũng đi về đấy nha Quân nhá. Vâng. Bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi. Ta phô lán chỉ kho nè. Cô bác ạ. Ở nhà bây giờ thì em phải là cân nhắc thật kỹ nhá thì mới đi làm nhá. Ở đây thì anh nói với em này, đi làm xa này thì có rất là nhiều trường hợp mà nó xảy ra với mình. Bây giờ như em thì hiền lành này, ngoan ngoãn này, anh sợ người ta sẽ bóc sức lột lao động của anh, sợ người ta sẽ bóc lột sức lao động của em thôi. Đấy, còn là thôi thì bây giờ anh cũng sẽ đi về thôi nhá. Hôm nay thì anh sẽ không, anh còn đang bị cảm thấy là bị hơi ốm ốm một chút, thành ra là anh không có ở lại được với em với lại bà ăn cơm. Thật sự ra để mà nói thì mỗi lần cháu Lực xuống đây ấy cô bác, ông với bà thì rất là muốn cháu Lực ở lại ăn cơm với lại gia đình của mình. Có thể như là có cháu Lực ở lại và ăn cơm thì cảm giác như là cái không khí ở nhà của ông bà với lại em Quân thì nó sẽ khác hơn một chút đấy cô bác. Thế thì thôi cố gắng nhá. Đấy, mọi cái thì cố gắng. Còn cái thước phim hôm nay chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Con chào, con kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.